lời phấn cõi đó vì sao tên là
cõi đó không có bể những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phân cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói gian trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la. Đường mười muôn ngưng đứng vòng ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phân cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa Xá Lợi Phân cõi đó thường có những chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tân và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất Bồ Đề Phần, Ma Thanh Đạo Phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xá Lợi Phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xá Lợi Phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao, và đóng mành lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu.
Khi như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Xá Lợi Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu không đứng trang nghiêm dường ấy, Xá Lợi Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xá Lợi Phật đứng Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi xua các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xá Lợi Phật đứng Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kim nên hiểu là A Di Đà. Xá Lợi Phật đứng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kim, Xá Lợi Phật lại đứng Phật đó có vô lượng vô biên, thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá Lợi Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu không đứng trang nghiêm dường ấy, Xá Lợi Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển, trong đó có rất nhiều vị bực những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xá Lợi Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ, Xá Lợi Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xá Lợi Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xá Lợi Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng Xá Lợi Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông
cùng có đấng xung bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số Những Đức Phật Như Thế đều ở tài nướng mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức nhưng thế chư phần sa hộ niệm này lời phong thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đứng Phật như thế đều tai nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư phần sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phần sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đứng phạm âm Phật tu vương Phật hương thượng Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số những đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài
trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời phân cho nên các ông đều phải tin những lời của ta và cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phận cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta của các đấng và các đấng phật đó cũng ngài khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt kiên trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tâm cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời an ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tầng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó đức phần nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui bồ khuyết tâm kinh à tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn à sáng trong ngần trắng bận mây trần lào lào một tánh thiên chân à bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sáng suốt cõi bờ kia một bước đến
cái lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng có bài đích đăng. Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Mà cơ ấy nên cõi trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhận giới. Biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết. Huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả. Đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố. Từng xa lìa mộng tưởng đảo điên, tâm không rộn ráo chưa duyên. Niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật Y Đàng Bán Nhã Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay Bán Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân. Mau về thì thần chú linh tri đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Ba đê cầu
bà ni bà đê câu hà cầu hà đê đà ra ni đê ni a ra đê tỳ lê nê đê ma già đê chân lăng càng đê ta ba đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố cho sáng từ trang nghiêm đệ tử chí tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ân cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sì điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đà bảo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thân Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ vương Như Lai nam mô a di đà Như Lai nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam đệ tử hôm nay quỳ trương điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lụng đảo thế tôn đã đinh ninh dạy bảo hằng ngày tai thính tiếng mừng đường vua ninh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căng ra khỏi lầm mê đại sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đáo dưng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đặng tự giác giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phung tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp
trí huệ chơn minh liệu, phố nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiếm phần ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện dĩ thử công đức phổ cầm nhân thế, ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự năm mươi vị đại tỳ kheo câu
kiếp tân na bàn câu la nâu lầu đàm. Nhưng vì đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát văn thù sư lời pháp vương tử dần đa Bồ Tát càng đa đề Bồ Tát thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trương Lão Xá Lợi Phật rằng từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó vì sao tên là Cần Lạc. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phân cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ưng đứng vòng ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bôn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Xa Lời Phân cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa Xá Lợi Phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng, Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tân và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng
chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lời Phật. Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời Phật nơi ý. Ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển. Trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời phân nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật
A-di-đà rồi chấm trì danh hiệu của đơn phần đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạc xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời anh chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có đấng A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sơ hộ niệm này xa lời phong thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân thế giới phương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sao niệm này
Đại Xá Lợi Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chứng tăng bất cả tư nghị công đức nhưng thiệt chư phần xa hồ niệm này xa lời phân thể Phật Tu Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sắc vàng thời ánh sáng vàng sắc đỏ thời ánh sáng đỏ sắc trắng thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi nương của đức Phật đó thường trói gian trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ân đấng phong ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phong cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phong coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có hô
Huống gì lại có sự thần, những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời Phật trong còi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, xá lợi Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, xá lợi Phật nơi ý ông nghĩ sao, Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà. Xá lợi Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A-di-đà. Xa lời Phật Đức Phật thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi, chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A-di-đà rồi chăm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúng lâm chung, Đức Phật A-di-đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúng trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A-di-đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói
lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời ích chẳng thể nghĩ bằng của Đấng Văn A Di Đà Phương Đông cùng có Đấng A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư văn sơ hồ niệm này xa lời phong thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đứng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư phần sở hồ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đứng sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm tràng Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên kinh chứng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư phần sa hộ niệm này xa lời Phật thế phạm âm Phật Tô Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hòa
Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Sa Số Nhân Đức Phật Như Thế Đều Ở Tại Nương Mình Hiện Ra Tương Lưỡi Rộng Dài Trầm Khắp Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Tấn Rằng Chúng Sanh Các Người Phải Nên Tin Kinh Xưng Tán Băng Khả Tư Nghị Công Đức Những Thiên Chư Phật Sở Hộ Niệm Này Xa Lời Phân Nơi Ý Của Ông Nghĩ Thế Nào. Vì sao tên là Kinh Nhưng Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Xa Lời Phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe Kinh này mà thọ trì đó và nghe hiểu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức Phật nói. Xả lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng giang. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn. Có thể ở trong cõi ta bà đời án năm món trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần
Lào là một tánh thiên chân, bao trầm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đang, Bồ Tát danh Quang Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không, ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không, tòa sân tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm, mà cơ ấy nên cõi trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mê, vẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà, đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chân mau về, thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thân thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bấn hư, làm thần chú chân như thuyết rằng, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà hâm, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà hâm, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng.
ba đê ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba đê ba đê cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chí tâm quy mạng lễ nam mô như lai ân cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phố thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sẵn thân như lai nam mô quảng bá thắng như lai nam mô ly bố quý như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo thế tôn đã đinh ninh dạy bảo đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua nên mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đáo dừng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đặng tự giác giác tha viên mãn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni
tháng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phố, nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện dĩ thử công đức phổ cầm những thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự năm mươi vị đại tỳ kheo
câu hỏi đều là bừng a la, mỗi người đều quen biết như làm. Trưởng lão xa lời Phật đại mộng kiền liên đại ca diếp ma ca chiên viên mà câu vi la li bà đã cho lời bàn đà già nan đàm a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tăng đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma kiếp tăng na bàn câu la nâu lầu đàm những vị đại đệ thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời phân. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bãi chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đấng phong ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành xa
lời phân cõi nương cần làm. Thành tựu công đừng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng. Không tước anh và xa lợi ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời Phật cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lợi phân cõi nưa của đấng phần đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời phân đấng phần đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đấng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đấng Phật thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh
về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi mồn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít thiện căn. Hướng đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó, xa lời phong nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đơn phần đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung, đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà, xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông, cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sơ hộ niệm này, xa lời phong thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sơ hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sơ hộ niệm này, xa lời Phật thế giới vương băng có Đức Diêm Kiên Phật Tối Thắng Âm Phật Nan Trở Phật Nhật Sanh Phật Vốn Minh Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế
đều ở tại nước mình hiện ra thương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh sừng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hội niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phám trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế Phật Tu Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đứng Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Sa Số Nhưng Đứng Phật Như Thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức. Những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đấng Phật nói xa lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừ kiếm trừ phiền não trừ chúng sa
mang trượt trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời phong cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Anh ai đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tin đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời phân nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên
trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc Xá Lợi Phất. Như ta hôm nay người kiện công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bằng của Đức Phật A Di Đà Phương Đông cùng có Đức A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số Những Đức Phật Như Thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sơ hộ niệm này xa lời phong thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phân Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số Những Đức Phật Như Thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật Phật Nan Trở Phật Nhật Sanh Phật Vốn Minh Phật.